Dạ, Khải mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Dương Khải. Thưa cô chú anh chị, cách đây là 3 tháng, cô chú anh chị có nhớ một chú sống ở trong nhà quan ở Ninh Thuận không ạ? Dạ, đó là chú Khánh. Chú ở trong nhà quan là 20 năm, là cũng nhờ YouTube là Cú Tấm Thép đã quay chú và đưa lên trên YouTube, và gia đình đã nhận được chú là qua cái YouTube đó anh chị. Bây giờ là về nhà là được 3 tháng rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ mời cô chú anh chị đến xem cái cuộc sống của chú sau về sau mà 3 tháng về nhà như thế nào nha cô chú anh chị. Dạ, đây là nhà của chú Khánh và mẹ chú Khánh ở đây là cô chú anh chị. Dạ, nhà kế bên là đứa em út của chú Khánh. Đây, đó là nhân vật chính của chúng ta là đang ngồi đây. Đó là chú Khánh, là 20 năm ở trong cái nhà quan ở Ninh Thuận á. Rồi con chào bà ơi, con chào hai bà nha. Bà ngồi đi bà lại ngồi ngồi nghỉ đi bà. Ngồi kế đây, kế là À, hiện nay là nhà bà ở đây là cô chú anh chị, bà với chú Khánh nhà ở thôi. À, đây là bà và chú Khánh. Chào chú Khánh ơi, lúc này khỏe không chú? khỏe Khỏe hả? không biết nói À, hỏi biết nói được đó, lúc trước đâu nói đâu hả bà ha. không có nói À, này không biết là nói rồi bà nè, là chú Khánh đây nè, nó cô chú anh chị 20 năm ở trong nhà quan. Là chú hồi đó là chú đến đi lên thành phố rồi chị bệnh đó, rồi giờ chú đi ra đi luôn, là đi lên kiếm gia đình kiếm không gặp đó. Là cũng xin nhắc lại cho cô chú anh chị để cho biết, cô chú anh chị là 20 năm là sống ở Ninh Thuận. tưởng đâu chết rồi Bà là tưởng đâu là chú chết rồi, bà tưởng đâu chú chết rồi hả? nói chết rồi lâu quá rồi À, bà hôm nay nhiêu tuổi rồi bà? 88 88 hả? con mẹ con đó hai người đó Đây là chú Khánh, đây là coi như là cũng là nhà nhà về YouTube á cô chú anh chị, mà lên đã tìm gặp chú đó. Sau 20 năm bây giờ cắt tóc thấy đẹp trai lại nè, nhưng mà hôm nay lúc này thấy chú hơi ốm lại đó, cô chú anh chị ơi. giống ông già vậy lắm Giống ai? Giống ông già hả bà giống ông già ha? giống ba còn sống Vậy hả? ấy nhà hình ông già còn ngồi đây Vậy hả? Dạ. buồn quá mấy bữa này Mấy bữa nay buồn hả? buồn quá Mà vậy tới tháng vậy năm nay là hút thuốc hơi nhiều, còn còn giống cũng hút thuốc vậy phải không? Có giảm không chú Khánh? mình ngớp mơ Không hả? chỗ được một mơ đó một Giờ lần mình giảm đâu dạ, chú Khánh nhiêu tuổi rồi biết không? Nhớ không? thơ Hả? tuổi thơ Tuổi thân hả? hả bảy rồi Không, không phải hả bà? tuổi thân là năm mấy Tuổi gì? tuổi Bà nhớ tuổi gì không? khỉ Tuổi khỉ hả? Là khỉ nhiêu tuổi vậy ta? 54 54 nữa hả? Chú chú Khánh nè. Bà cười. Nằm bố Vậy là lúc đó là chú đi là ba mấy tuổi? 34 tuổi, là 20 năm ở trong nhà quan ở Ninh Thuận á. Làm sao lúc này ăn cơm được nhiều không chú? Ăn ít lắm hả? Ừ, ngủ được nhiều không? Ngủ ít hả? ngủ ít à nóng quá vậy Giờ mưa này chắc có mát lại rồi. hả cà Mưa này phê nè với thuốc rồi uống cà phê với thuốc đó hả? cháu không ăn nữa bây giờ Làm sao cháu không ăn nữa hả bà? không Làm sao vậy? Hồi đó ăn một tô 10.000 ăn hết kêu bây giờ không ăn Dạ. bây giờ ăn
Chú bây giờ chú nhớ được cái họ tên chú luôn không? Chú nói được không? Họ tên đặt nói em thật đẹp quá chắc. Nói được không chú? Nói. Ông nói được không nhớ luôn hả? Thật. Lâm ấy. Lâm sẽ lên. Lâm sẽ lên hả bà ha? Dạ, Lâm sẽ lên. Ở trong ấy đó. Trong giấy hả? Dạ. Yeah. Trong giấy làm sao lên. Mà hiện nay là chú làm giấy xong chưa ha? Chưa. Hết xe hả chị ha? Anh Tư chưa làm cho anh làm. Chưa làm hả chị? Yeah. Rồi sao vậy? Anh Tư gắng làm cho anh ta đổng nghỉ không được. Làm nghỉ không được gì làm hả? Ổng làm bảo vệ đó. Dạ chị. Rồi chưa làm được nữa. Dạ. Yeah. Trời ơi tới nay 3 tháng rồi mà hơn 3 tháng nữa mà mà không làm giấy nữa. Dạ. Yeah. Để làm giấy đi. Giấy thì được. Có giấy để làm mấy bảo hiểm cho chú rồi các đi xin thuốc. Ừ, cho dễ đi xin mà hiện nay chú có uống thuốc thì không chị mua hả? Cho hả? Mua cho thấy ngủ không được mua lần 2-3 liều gì hả, mua lần 2-3 liều hả? Nói ngủ trời không được rồi không mấy gì ăn nhiều đó, ăn ít hết rồi. Ăn ít nữa hả? Dạ chị ạ. Bây giờ ốm ốm ha, thấy ốm nè. Dạ ốm ốm nhiều đó. Dạ ngủ mấy gì được. Dạ thấy chú này ốm nhiều nè, ngủ cũng không được nữa. Móng tay sẽ để dài quá trời chú. Để không cắt. Không cho cắt luôn hả? Ừ, để dài quá nè chú ơi. Để cắt. Giờ thấy chú ốm lại cô chú anh chị, trong 3 tháng là về chú chị nói ăn ít lại mà ngủ cũng ít nữa. Ngủ ít. Ít uống cà phê đi, uống phải nóng quá ngủ không được, chứ thuốc có giảm lại nha chú ơi. Chứ giờ chú ấy là ngủ không được. Buồn quá có khi nằm đó, đó chú mùng nằm đó. Vậy hả? Để mùng luôn đó, nằm ban ngày luôn. Chú thôi. Chắc không mấy gì khỏe, chắc đi vô nằm ban ngày luôn. Dạ. Mỗi lần không nằm thì có đâu. Chú về mẹ lúc đó túc về tới giờ cũng ít nói luôn hả bà ha? Dạ. Cũng ít, cũng tới giờ cũng vậy luôn, ít nói vậy đây ha. Bây giờ nói nhiều hơn rồi đó rồi. Nói nhiều hơn chưa được hả? Nói nhiều hơn. Rồi có đi chơi đâu bà ha? Có đi chơi vòng vòng không? Chừng nào cũng đi mua thuốc đi nhà chị hai đó. Rồi mới đi hả? Mới đi. Rồi ai chở cho đi hay là đi ơn? Cháu, cháu dâu đó. À. Đi mua thuốc. Cháu chở đi đó ha. Ừ. Rồi ông cháu mất mấy ngày đó. Ừ. Ông chú mất chứ đi nhiều khi thấy tôi đi cái quên về đường về luôn, bữa hổm hết lần đi quên rồi đó. Đi quên đường về nữa đó. Chú đi quên đường về nữa hết lần rồi. Ừ, tới giờ giấy tờ chú chưa xong nữa. Thì hôm bữa nào thì kêu cái chú đó về đi rồi làm cho chú đi theo tội nghiệp chú không? Để cho có thuốc mua thuốc đồ làm giấy bảo hiểm rồi đó rồi mua thuốc đồ uống. Lâu rồi không làm giấy cho. Dạ rồi đâu có thuốc men gì uống rồi mua không, mua tiền không mua nổi. Uống 2 lần 10 ngàn. 2 lần 10 ngàn hả? Thuốc rẻ quá vậy trời vậy. Bán cho rẻ, bán cho rẻ 6 viên 6 viên. Dạ bác sĩ ở đây nè. Dạ. Đây là vô coi chú nãy giờ nghe nói là chị nói là chú ngủ này là chưa cúng mùng này mới trùng gà nữa đó cô chú anh chị. Ngủ. À. Ăn rồi ngủ luôn đó hả? Cái này làm như là hơi yếu rồi này, cô chú anh chị. Xong rồi cái tivi được Mạnh Thường Quân cho cái tivi. Cô chú anh chị là nè, cái chỗ chú ở chú ngủ là mùng trắng này mới chịu đó cô chú anh chị. Chứ mùng màu chú không chịu đâu. Nhà của bà này là bà với chú ở. Chỗ này là chỗ bà ngủ, là của bà ngủ nè. Là mẹ chú đó. Nói gì đó cô chú anh chị.
này là cũng trong 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 quê của chú chị, cái đó nó đường đan vô á. Dạ, hiện nay chú ngồi nhịp giò rồi ha, lý tưởng quá ha. Nhịp giò đó. Ồ, Trời ốm mày lúc này. ốm quá rồi. Thôi ăn uống rồi nhiều nhiều vô đi chứ giờ thấy thấy chú ốm quá Có thuốc thì khám đi gì. không. Phải làm giấy tờ đồ, làm được bảo hiểm tới giờ con tưởng đâu là giấy tờ xong rồi chứ. Anh Tư không có làm cho. Đi làm bảo vệ không có được nghỉ nhiều, lại có 2 ngày Vậy nghỉ hả? nữa. Có Giờ làm chú nhưng mà thấy thấy tội không nè, giờ ốm là nhiều quá rồi. Ừ, mấy tháng nay Khải không có vô, bây giờ Khải vô Khải thấy chú ốm nên được cắt tóc rồi gọn rồi. đúng rồi chứ. Bà nay tám mấy tuổi rồi. Rồi bà cũng vẫn còn khỏe hả bà Không khỏe coi không biết ai đâu. ha? Dạ, có mắt hơi yếu một chút hả bà? Mắt bà hơi yếu hơn một tí. Ăn cũng mấy gì chưa ạ. Nên là bà với Mà chú đây là coi không mấy gì dạ thấy. bà với chú đây là sống là do chị đây là chị con út của bà đó thì nấu cơm rồi đem qua cho bà ăn với chú ăn luôn, là như nuôi luôn bên đây luôn đó cô chú anh chị. À, hai mẹ con một tô đâu có hết. Gì hả? Tôi ăn có nửa chén thì còn nó ăn 2 lần mới hết. Vậy hả? Dạ. Lần chén Là chú có đi chơi vòng vòng xóm này không bà ha? không Cô không đi vòng vòng xóm đi luôn ha? không chừng nào ai kêu đó nó dẫn đi nhà tao chơi đó là đi. Dẫn Vậy đi hả? thì đi, không dẫn thì không có đi. Nhìn thấy chú thôi giờ ốm, nhìn thấy hơi tội nó chứ cô chú anh chị, ốm hơn nhiều luôn đó. Ốm hơn nhiều lúc mới về nữa, con cái thì nói chung sạch sẽ hơn. Uống thuốc đó có kèm mà lên thuốc ngủ riêng riêng á. Cũng tối cũng kèm theo viên thuốc ngủ hả? Một liều có riêng, liều có riêng. Vậy hả? Rồi mình vậy mấy chiều ngủ đó hả bà ha? Đêm nào nó ngủ không được, nó hát lung tung. Hát hả? Hát Hát tiếng Khmer hả? Tiếng Việt kìa bà. tiếng Việt rồi tiếng Khmer nữa. Vậy hả? Tiếng nào hát năm nay. Vậy chú ở đó là cũng đi trong đoàn du kê mà. Cắt tóc thấy đẹp trai. Cắt tóc đấy đẹp trai, hôm rồi kêu cắt tóc không chịu. Ủa cũng dài lắm rồi. Dài phải không? Lúc đó Dài dài. tới giờ mới cắt đó hả? Trời ơi. Đi không biết mấy buồn lắm, sao lúc này ngồi không à. Ngồi buồn. Lúc này ngồi buồn không hả chị? Ý bên đó nói sao buồn cái gì lúc này khách Ngồi nhìn qua nó bảnh à. Ngồi bả ngồi gì? qua đó bả qua coi Gì hả? Nói ngồi buồn cái gì khách Dạ. buồn quá. Thấy tội nghiệp mà, đúng không? Buồn. Buồn à. Cũng không đi đâu chơi được. Không mày mấy ngày không có đi. Gì hả? Lúc trước còn đi bây giờ không có đi. Vậy à, hồi đi ăn bún nước lèo không chú? Chào ấy, hôm nay chào ấy. Ăn bún nước lèo không? Chở giờ mình ăn bún lèo nè, đi không? Đâu đấy. Kêu kêu thằng con thằng cháu nãy đi đi chơi chung luôn, hay ăn bún nước lèo ha. Không ăn hả? Uống cà phê không? Đi uống cà phê không? Uống hả? Uống chứ mà không 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 ăn bún lèo phải không? Vậy hồi chú cháu mình đi uống cà phê nha. Vẫn mưa tới ngày mà không mưa. Dạ, mỗi ngày mưa, nãy con đi cũng mắc mưa lớn lắm á. Đúng rồi, đấy đúng.
Dạ, video phải đến đây kết thúc nha. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn à. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn nha.